Thanh tra Sở Giao thông Vận tải và Thanh tra Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh những ngày qua cũng liên tục phối hợp liên ngành để tăng cường kiểm tra tại các bến xe lớn như miền Tây, miền Đông. Dịp lễ này, nhà xe nào tăng giá bất thường sẽ bị cấm xuất bến. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 kéo dài 4 ngày nên nhu cầu đi lại của người dân tăng mạnh trong những ngày này. Tại bến xe miền Tây, người dân bắt đầu đổ về để mua vé về các tỉnh. Đại diện bến xe miền Tây cho biết, tính đến sáng nay, có 35 trong tổng số 127 doanh nghiệp vận tải kê khai tăng giá vé với mức dao động từ 10 đến 40%. Ước tính trong hôm nay có khoảng 1.500 xe xuất bến với khoảng 50.000 khách tập trung vào chiều và tối. Tại bến xe miền Đông, công tác kiểm tra giám sát trong và ngoài bến cũng được tập trung những ngày qua. Cao điểm đi lại của người dân tại bến cũng tập trung vào chiều tối 29 tháng 4 với lượng xe xuất bến ước khoảng 1.200 xe với khoảng 38.000 hành khách. Ngành chức năng cũng lưu ý người dân cần đến bến để mua vé, tránh tình trạng bắt xe dọc đường, gây mất an toàn giao thông và bị thu với giá cao